Công an thành phố Hải Phòng xin giảm án cho bị cáo Đỗ Hữu Ca. Cấp khống sổ đỏ giám đốc văn phòng đăng ký đất đai ở Con Tum bị bắt. Trường quốc tế Mỹ khả năng không thể duy trì giảng dạy trực tiếp. Thanh niên bề bé, bé gái ra giữa đường chặn ô tô đánh người. điều tra vụ hai công nhân thương vong khi thi công chống thấm nhà ở Gia Lai. Ô tô đỗ chiếm 2 phần 3 đường nghiêm xuân yêm, bất thường không thể để kéo dài mãi. Phục dựng lễ khám bản của người Lào Điện Biên Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh youtube của báo điện tử VOV. Thưa quý vị, sáng ngày 10 tháng 4, tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh mở phiên xét xử sơ thẩm cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng Đỗ Hữu Cà về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản cùng với bị cáo Đỗ Hữu Cà 12 bị cáo khác hầu tòa để xét xử về tội mua bán hóa đơn đưa nhận hối lộ. Sau thời gian thẩm tra lý lịch của các bị cáo, tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh tiếp tục các thủ tục tố tụng khác. Trước khi phiên tòa diễn ra, nhiều cơ quan đơn vị nơi cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng từng công tác và sinh sống đã có đơn gửi đến Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh xin giảm nhẹ hình phạt. Cụ thể, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã nhận được đơn của các đơn vị như Công an thành phố Hải Phòng, Hội luật gia thành phố Hải Phòng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Thủy Nguyên, Hội người cao tuổi xã Canh Giang Thủy Nguyên và nhiều tổ chức cấp thôn xã khác có nguyện vọng xin giảm án cho bị cáo Đỗ Hữu Ca trong đơn gửi đến tòa của công an thành phố hải phòng có nội dung ông đỗ hữu ca là người đã trưởng thành và phát triển trong ngành công an thành phố hải phòng trong thời gian còn làm việc ông là người có tinh thần trách nhiệm cao với công việc lãnh đạo chỉ đạo có ý thức rèn luyện cấp dưới được cán bộ chiến sĩ quý mến trong giai đoạn ông làm giám đốc công an, đơn vị công an thành phố Hải Phòng đã đạt được nhiều thành tích như triệt phá các băng ổ nhóm tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, được nhân dân yêu quý và tin tưởng. Công an thành phố Hải Phòng liệt kê 5 huân chương, 3 huy chương và một số bằng khen của bị cáo Đỗ Hữu Ca tới cơ quan xét xử tỉnh Quảng Ninh. Từ đó, công an thành phố Hải Phòng đề nghị tòa xem xét giảm trách nhiệm hình sự đối với ông Ca. Ngoài tình tiết tăng nặng phạm tội nhiều lần, ông Đỗ Hữu Ca được xem xét các tình tiết giảm nhẹ như có nhiều bảng khen, thành tích trong quá trình công tác, đặc biệt là đã tự nguyện nộp lại 35 tỷ đồng nhận từ vợ chồng ông Đức. Với ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng có đơn nêu nội dung, ông Ca là người con của quê hương xã Canh Giang, xuất thần trong gia đình có truyền thống cách mạng, là cán bộ công an giỏi, là nỗi khiếp sợ của tội phạm ông ca đã có trách nhiệm, tình cảm với địa phương và có nhiều đóng góp khác cho huyện Thủy Nguyên. Đơn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Thủy Nguyên nêu, từ những đóng góp cống hiến của ông Đỗ Hữu Ca với sự phát triển chung của huyện, thể theo nguyện vọng của nhân dân, Ban Thường vụ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Thủy Nguyên kính đề nghị Tòa án Nhân dân tối cao, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh xem xét, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với ông Đỗ Hữu Ca. Khi nhận được đơn và các yếu tố được giảm nhẹ, tòa sẽ xem xét nếu có căn cứ sẽ vận dụng. Ngày 10 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Con Tum cho biết, đơn vị vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét nơi ở và nơi làm việc của Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đắc Hà và hai bị can khác để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Các bị can gồm ông Đoàn Thế Tiền, 45 tuổi, giám đốc và ông Phạm Văn Dũng, 37 tuổi, cán bộ văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Đắc Hà. Ông Hoàng Văn Đạt, 36 tuổi, phó chủ tịch UBND xã Ngọc Hoàng, huyện Đắc Hà. Ba bị can trên được xác định có liên quan tới vụ án ông Nguyễn Hữu Vương, 37 tuổi, trú tại tổ 1, phường Ngô Mây, thành phố Con Tum, tỉnh Con Tum, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, đưa, nhận hối lộ, xảy ra tại huyện Đắc Hà. Cơ quan Công an xác định từ năm 2021 đến năm 2022, Nguyễn Hữu Vương làm công việc mua bán đất nên nắm được thông tin về các thửa đất tại thôn Con Gu Hai, xã Ngọc Quang, huyện Đắc Hà. Từ đó, Vương biết có một thửa đất diện tích 5 hecta thuộc sở hữu của người khác. Tháng 6 năm 2022, do gần tiền để trả nợ, nên Vương đã liên hệ với Bùi Thu Ba, đang là cán bộ địa chính xã Ngọc Hoàng, để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất nêu trên. Tuy nhiên, trên thực tế, thửa đất thuộc sở hữu của ba hộ gia đình khác đang quản lý, sử dụng liên tục từ trước năm 2011 đến nay. Dù vậy, ba nói với Vương thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất trên rất phức tạp và yêu cầu Vương phải đưa 30 triệu đồng một hecta. Sau đó, Vương đưa cho ba số tiền 90 triệu đồng để được ba hướng dẫn hoàn thiện các thủ tục, tài liệu theo quy định để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đến tháng 12 năm 2022, Vương được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất nêu trên. Vương dùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này thế chấp vay ngân hàng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng. Quá trình điều tra mở rộng vụ án, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Con Tum đã khởi tố, bắt tạm giam thêm 3 bị can trên. Hiện vụ việc đang được công an tỉnh Con Tum tiếp tục điều tra, làm rõ. Mới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh gửi phụ huynh trường quốc tế Mỹ ngày 9 tháng 4, từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 8 tháng 4, với sự đồng hành hỗ trợ của phụ huynh, đã có 748 phụ huynh đồng thuận đóng góp hỗ trợ kinh phí duy trì hoạt động giáo dục của nhà trường cho đến cuối năm học 2023-2024 với tổng số tiền hơn 28,4 tỷ đồng. Sau khi chi trả lương bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho giáo viên, trợ giảng, nhân viên người nước ngoài, người Việt Nam làm việc tại trường và các khoản phục vụ hoạt động giảng dạy để vận hành nhà trường, số dư hiện tại là 9,5 tỷ đồng. Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản yêu cầu nhà đầu tư và hiệu trưởng của trường thực hiện xác nhận kinh phí do phụ huynh đóng góp hỗ trợ duy trì hoạt động giáo dục của nhà trường cho đến cuối năm học 2023-2024, cam kết hoàn trả sau khi thực hiện tái cấu trúc công ty cổ phần giáo dục quốc tế Mỹ. Cũng theo Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, với số dư hiện tại ước tính không thể tiếp tục duy trì hoạt động giảng dạy trực tiếp cho học sinh toàn trường đến khi kết thúc năm học Bên cạnh đó, Sở Giáo dục Đào tạo đã có buổi tiếp xúc với đại diện của 748 phụ huynh tiếp nhận đề xuất tổ chức giảng dạy trực tiếp đối với học sinh đã đóng góp hỗ trợ và giảng dạy trực tuyến cho những học sinh chưa đóng góp. Tuy nhiên, theo sở này, việc cho học sinh đến trường học tập trực tiếp với thầy cô, bạn bè vẫn là giải pháp ưu tiên. Đồng thời, Sở cũng mong phụ huynh cùng chung tay đồng hành, đồng thuận và đóng góp hỗ trợ kinh phí duy trì hoạt động giáo dục của nhà trường để việc học tập của học sinh trong những tháng cuối năm học 2023-2024 không bị gián đoạn. Cùng với đó, đơn vị này cũng đang cùng với nhà trường tìm kiếm nhà đầu tư đủ năng lực uy tín để thực hiện tái cấu trúc và tổ chức hoạt động giáo dục của nhà trường trong những năm học tới. Thưa quý vị, tối ngày 9 tháng 4, mạng xã hội lan truyền bài đăng kèm hình ảnh clip ghi lại sự việc một nam thanh niên có biểu hiện bất thường, đe dọa người đi đường. Vụ việc gây xôn xao dư luận. Theo nội dung lan truyền, nam thanh niên biểu hiện bất thường, bế một bé gái ra giữa đường Nguyễn Lương Bằng của Đông Đa, thành phố Hà Nội, rồi quát lớn, yêu cầu những người xung quanh phải ngồi, quỳ xuống. Chưa dừng lại, thanh niên này chặn nhiều phương tiện, trong đó có cả ô tô. Sau khi đưa trả bé gái vào một quán ăn, nam thanh niên tiếp tục ra chặn đường và đấm một thanh niên khác đi trên xe máy trên đường. Một số người đàn ông chứng kiến vụ việc đã cuột ngã khống chế nam thanh niên và báo cơ quan chức năng. Ngày 10 tháng 4, Công an Phường Quang Trung, quận Đống Đa đang làm rõ vụ việc. Mới đây ngày 10 tháng 4, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Phù Đồng, thành phố Pleiku, Gia Lai thông tin đang phối hợp cùng cơ quan chức năng điều tra vụ tai nạn lao động khiến một người tử vong và một người bị thương. Trước đó ngày 8 tháng 4, ông Nguyễn Thanh Hát, sinh năm 1982, đường Ngô Thị Nhậm, tổ 10 phường Hoa Lư, ký hợp đồng với hai công nhân là ông Trần Văn Dê, sinh năm 1980, trú tại thôn 6, xã Trà Đa, thành phố Pleiku và ông Đặng Trường S, sinh năm 1970, trú tại tổ 2, phường Đống Đa, thành phố Pleiku, thi công bắn tôn chống thấm cho ngôi nhà của mình. Chiều cùng ngày, ông Dê ngồi điều khiển tời trên nóc nhà tắm, cách mặt đất khoảng 6 mét. Ông ét ngồi trong rõ sắt, nối dây với máy tời để bắn tôn chống thấm ở vách sau nhà, cách mặt đất khoảng 4 mét. Bất ngờ máy tời bị lật khiến cả hai người rơi xuống đất. Phát hiện vụ việc, người dân đã đưa hai người đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai. Do vết thương quá nặng nên đến chiều cùng ngày, ông Trần Văn Dê tử vong. Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng công an thành phố Pleiku đã vào cuộc điều tra làm rõ. Thưa quý vị, tình trạng ô tô đứng đỗ thành ba bốn hàng lấn chiếm hơn nửa đường Nghiêm Xuân Yêm, đoạn qua chung cư Kim Văn Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội vẫn tái diễn gây bức xúc trong khu dân cư. Tình trạng trên kéo dài gây ồn tắc và nguy hiểm cho người đi đường. Những tiếng còi xe inh ỏi là cách mà nhiều lái xe tỏ thái độ bức xúc khó chịu khi đi qua chung cư Kim Văn Kim Lũ, mặt đường Nghiêm Xuân Yêm và đó cũng là cách duy nhất bởi họ chẳng biết làm gì ngoài đánh xe sang bên tay trái để tránh ba bốn hàng ô tô đang đỗ chênh anh bên phải tính từ vỉa hè ra tim đường xe đỗ 3 đến bốn hàng là ít phương quận phải có cách giải quyết chứ có những người dưới hầm đi lên thấy xe xếp dài cha có chỗ đi có người còn bị ngã chỗ đó nữa sự bất lực là có thừa ô tô tràn lan chiếm dụng lòng đường trước chung cư kim văn kim lũ đã nhiều năm nay Liên tục nhiều ngày sau đó các buổi khảo sát, buổi tối từ 20h30 phút đến 22h, buổi sáng từ 6h45 phút đến 7h30. Mọi thứ vẫn vậy, không có gì thay đổi, vẫn là nhiều hàng ô tô chen trúc phủ kín mặt đường vào ban đêm. Buổi sáng, xe bên trong đi ra trước, bỏ lại xe bên ngoài chưa di chuyển, nằm trỏng chờ giữa đường. Đây chính là điều khiến những người sinh sống tại khu chung cư này ngán ngẩm, tới nỗi không còn gì để nói. Nhu cầu gửi ô tô của cư dân trung cư Kim Văn Kim Lũ là hoàn toàn chính đáng với điều kiện thực tế về sức chứa của tổ hợp trung cư này. Tính cả các bãi xe xung quanh, bao gồm cả trường học, cơ quan cạnh đó, nếu có được tạo điều kiện để trông giữ ô tô cũng không thể đáp ứng nổi. Một số chủ xe yêu cầu giấu tên cho biết họ thừa hiểu việc đỗ xe qua đêm trên đường Nghiêm Xuân Yêm là không đúng, nhưng không còn cách nào khác. Nếu chấp nhận gửi vào bãi ô tô còn chỗ trống cách xa nhà, họ sẽ phải bắt xe ôm hoặc bố trí thêm xe máy của gia đình chỉ để đi lấy ô tô về, bất tiện đủ đường. Việc đỗ xe qua đêm trên đường nghiêm xuân yêm hoàn toàn là tự phát, không có đơn vị nào đứng ra thu tiền, cũng không có lực lượng chức năng nào yêu cầu di chuyển hay xử phạt vào buổi tối, thời điểm các xe về nhà và dừng đỗ cho tới sáng hôm sau bằng chứng là vào thời điểm phóng viên trong vai người có nhu cầu đỗ xe cho xe đỗ trước trung cư kim văn kim lũ tới gần một tiếng mà không bị ai nhắc nhở liệu vấn đề này có đang quá sức với lực lượng chức năng dù nhu cầu lớn và có thể thông cảm cho sự bất tiện nhưng không đồng nghĩa chủ xe ô tô được quyền dừng đỗ qua đêm ngày này qua ngày khác gây ủn tắc và mất an toàn giao thông cho cả tuyến đường từ đêm đến sáng tình trạng này rất cần cơ quan chức năng các cấp vào cuộc quyết liệt tìm ra giải pháp căn cơ để xử lý tận gốc vấn đề còn nếu cứ như hiện nay các buổi sáng phường cử lực lượng tự quản để điều tiết thì cũng chỉ là giải pháp tạm thời nếu ban đêm vẫn còn tình trạng ô tô thoải mái đỗ thành ba bốn hàng chiếm hơn nửa làn đường thì sáng hôm sau vẫn tiếp tục ủn tắc và nguy hiểm thưa quý vị mới đây vừa xảy ra một vụ cháy trên địa bàn phường vĩnh bảo thành phố rạch giá thiêu dụi hoàn toàn hai căn nhà trong con hẻm nhỏ và làm ảnh hưởng đến một căn nhà bên cạnh sau hơn một giờ tích cực cứu chữa lực lượng chức năng thành phố rạch giá đã khống chế được ngọn lửa theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16 giờ 30 phút chiều ngày 9 tháng 4, một đám cháy bất ngờ bùng phát tại căn nhà của ông Phạm Văn Dìa, sinh năm 1964, địa chỉ số 152 trên 20 Nguyễn Thái Học, phường Vĩnh Bảo, thành phố Rạch Giá. Ngay sau khi phát hiện đám cháy, người dân xung quanh đã hô hoán đập cửa để dập lửa, nhưng căn nhà bị khóa trái. Sau đó ngọn lửa lan nhanh qua nhà bên cạnh của bà Huỳnh Ngọc Tiền, sinh năm 1990, địa chỉ số 134 trên 4 Ngô Quyền, phường Vĩnh Bảo, thành phố Rạch Giá nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an tỉnh kiên giang nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với lực lượng công an ban chỉ huy quân sự thành phố rạch giá phường vĩnh bảo và người dân địa phương tích cực cứu chữa cháy Do đám cháy xuất phát trong hẻm nhỏ nên lực lượng chức năng gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận hiện trường đám cháy. Đến khoảng 17 giờ 45 phút cùng ngày, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Bảo cũng đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, phối hợp chỉ đạo công tác ứng cứu và nắm tình hình thiệt hại của người dân. Vụ cháy đã thiêu rụi hai căn nhà và ảnh hưởng đến một căn nhà bên cạnh. Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại đến tính mạng con người đám cháy bùng phát nằm cạnh chợ Vĩnh Bảo. Nhờ ứng cứu kịp thời nên đám cháy đã được khống chế nhanh chóng. Nếu không khi cháy lan vào chợ sẽ gây hậu quả nghiêm trọng. Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, tìm hiểu nguyên nhân vụ cháy và đánh giá thiệt hại. Ngày 9 tháng 4 vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc với Nguyễn Thị Lệ Nam Em, nghệ danh là Nam Em, về hoạt động cung cấp thông tin trên các tài khoản mạng xã hội. Theo đó, quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với nam em vào chiều ngày 9 tháng 4 với mức phạt 10 triệu đồng. Sau buổi làm việc, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh quyết định xử phạt vi phạm hành chính ở mức tăng nặng đối với nam em, mức xử phạt là 10 triệu đồng. Ngoài ra, Sở sẽ báo cáo kiến nghị Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét xử lý ngăn chặn đối với tài khoản Facebook tên Nguyễn Lệ Nam Em và tài khoản TikTok Nguyễn Lệ Nam Em, theo quy định tại Điều 5, thông tư số 38-2016-TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông, quy định chi tiết về việc cung cấp thông tin công cộng qua biên giới. Trước đó ngày 1 tháng 3, Sở Thông tin và Truyền thông đã xử phạt vi phạm hành chính đối với Nam Em về hành vi cung cấp thông tin gây hoang mang trong nhân dân và hành vi cung cấp thông tin xúc phạm danh nhân, anh hùng dân tộc mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Nghị định số 15-2020 NDCP ngày 3 tháng 2 năm 2020 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu trình viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Tổng số tiền xử phạt hành chính là 37,5 triệu đồng. Đại diện Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong lần vi phạm trước, Sở Thông tin và Truyền thông cũng đã khuyến cáo nam em nếu tái phạm và tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm hành chính, mặc dù đã yêu cầu chấm dứt hành vi đó, thì sẽ xem xét tình tiết tăng nặng theo quy định. Đồng thời, Sở sẽ phối hợp với cơ quan chức năng áp dụng biện pháp ngăn chặn theo quy định pháp luật. Lễ khăm bản Tết té nước là một trong những lễ hội truyền thống của dân tộc Lào ở Điện Biên. Đây là dịp để con cháu bản làng tỏ lòng thanh kính với ông bà tổ tiên, thần sông thần suối và những người lập ra bản mường. Quý vị thân mến, lễ hội khăm bản của người Lào thường được tổ chức vào các ngày từ 13 đến 16 tháng 4 hàng năm theo Phật lịch. Tuy nhiên, nhiều năm trở lại đây, lễ hội này đang dần bị mai một. Mới đây, bản Pa Sa Lào, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đã tổ chức phục dựng lại lễ hội truyền thống này. Pa Sa Lào có 54 hộ với gần 260 nhân khẩu, chủ yếu dân tộc Lào sinh sống. Đây cũng là bản duy nhất ở Pa Thơm có cộng đồng dân tộc Lào sinh sống. Lễ hội khám bản được tổ chức với ý nghĩa tỏ lòng thanh kính đối với ông bà, tổ tiên, thần sông, thần suối, thần rừng, thần nương rẫy và những người lập ra bản mường. Đồng thời cầu cho một năm mới may mắn, nhiều tài lộc, mùa màng bội thu. Châu bò đầy sân, lợn gà đầy chuồng, con người không ai ốm đau, bệnh trọng, mọi người trong bản đều được bình an, cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Lễ khám bản gồm có hai phần lễ và hội, trong đó phần lễ có các nội dung, báo cáo thần linh, người khai phá vùng đất, tổ tiên người Lào ở Pasa Lào. Sau phần lễ là các hoạt động của phần hội, đông đảo người dân và du khách sẽ cùng tham gia các hoạt động như vui té nước, múa lăm vông, điệu múa đặc trưng của dân tộc Lào buộc chỉ cổ tay cầu chúc may mắn, nghi lễ không thể thiếu trong lễ khăm bản của người Lào Điện Biên. Đồng bào Lào quan niệm, quá trình tham gia các hoạt động, mọi người vô tình chạm vào đầu, tay, chân, tay nhau, có thể làm linh hồn ngự trị trên các bộ phận đó đi lạc, quên quay về, khiến gia chủ ốm đau, bệnh tật. Vì vậy, ông Mò, bà Mò và những người cao tuổi sẽ buộc chỉ vào cổ tay cho tất cả mọi người như lời kêu gọi các hồn về chú ngụ đúng chỗ. Sau nghi thức buộc chỉ cổ tay, người dân trong bản sẽ mang lễ vật ra khu vực suối để dâng tế, cúng mời thần suối hưởng lễ. Trên suốt đường đi, người dân bắt đầu nghi thức té nước để cầu chúc may mắn. Sau đó, tất cả mọi người sẽ cùng lội xuống sông tắm, té nước vào nhau để cầu chúc những điều tốt đẹp. Đồng bào ở đây quan niệm ai càng ướt nhiều sẽ càng gặp nhiều may mắn. Bà Vì Thị Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ba Thơm cho biết, năm nay là năm đầu tiên lễ khám bản được phục dựng lại, do đó một số nghi thức hoạt động tạm thời chưa được thực hiện. Dự kiến năm 2025, lễ hội này sẽ tiếp tục được tổ chức với nhiều hoạt động phong phú, độc đáo và hấp dẫn hơn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình trên kênh YouTube Báo điện tử VOV. Nếu yêu thích chương trình, mời quý vị ấn like và đăng ký kênh. Truy cập vào địa chỉ vov.vn để theo dõi những tin tức thời sự cập nhật mới nhất của chúng tôi. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.